người đã đi qua nhớ thương mà có thể quên được cảm giác khi mới bắt đầu. Và có bao nhiêu người đã trải qua đớn đau mà có thể dễ dàng nhắm mắt bỏ lại đằng sau. Và ký ức ấy nếu kêu ta chọn muốn buông tay thì lâu nay trong tim đã gieo trồng một đóa hoa hồng rực rỡ. Con sống cuộc đời mình đã đi qua thương nhớ dặn lòng đừng buồn vung vơi, còn ở nhau thì có xa cách vẫn quay về với nhau. Mà cuộc đời không như ta ước muốn, càng cố chấp thì càng cô đơn, rồi cho đến phút cuối cùng ta vẫn là người. Những vết
sức nỗi buồn không tên. Đâu cần phải xin lỗi, hãy để cho giấc mơ này được bình yên. Đừng gieo thêm hy vọng vì trái tim thôi thất vọng. Mình vỗ tay một lần nữa cho quân Nguyễn Ben được không ạ?